bốc thăm để đi học tại trường mầm non Hoàng Liệt. Những phụ huynh này có mặt từ rất sớm. Họ ngồi chật kín khán phòng với tâm trạng lo lắng, hồi hộp bởi những lá phiếu hôm nay sẽ quyết định môi trường học của con em họ. Trái ngược hẳn với tâm lý của người lớn thì những đứa trẻ này lại chẳng hiểu gì và cũng chẳng lo lắng, dù chính các em mới là đối tượng được thụ hưởng quyền lợi từ những lá phiếu kia. Tôi mong muốn gia đình thì rất muốn là cháu được học cái trường mà trường công của nhà nước mà mình mở ra thôi. Nhưng mà còn nếu mà cái chuyện mà bất khả kháng là cái chuyện mà đi bốc số như này thì chẳng ai mong muốn cả. Đánh số thứ tự, làm lá phiếu cho đến công tác kiểm phiếu, quy trình đều khách quan, minh bạch. Chỉ khác đây không phải là lấy phiếu tín nhiệm mà là bốc thăm để trẻ được đi học mầm non. Bởi vì chúng ta không còn phương án nào cả. Còn chúng tôi thì chúng tôi muốn nhận hết, không sót một cháu nào. Nhưng tuy nhiên là trường lớp của chúng tôi không đảm bảo, nhân sự thì không có. Cho nên thật sự là khó khăn và khó nghĩ đối với chúng tôi. Đây là phương án cuối cùng, không còn phương án nào. Trong tổng số hơn 900 hồ sơ đăng ký vào trường thì chỉ có 559 học sinh được vào học và tất nhiên không phải ai cũng là người may mắn. Và cho đến bây giờ khi mà đã cầm được cái tấm phiếu là chúng tuyển rồi thì đã yên tâm rất nhiều. Điều này là cũng đã xác định trước rồi cho nên là vấn đề cũng không vấn đề được. Tất nhiên là mong muốn là cơ quan chức năng hoặc là chính quyền là mở thêm lớp để cho các cháu nó học thật nó đầy đủ thôi. Sau khi nâng lên đặt xuống với rất nhiều cuộc họp, đối thoại để tìm cách giải quyết với số hồ sơ vượt gấp 1,5 lần chỉ tiêu, thì trường mầm non Hoàng Liệt đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh về việc sẽ tổ chức bốc thăm. Với cái số trẻ vượt quá quy định theo điều lệ trường mầm non, trung bình một lớp bây giờ là hơn 40 học sinh, thì là vượt quá hơn 10 cháu trên một lớp, thì cũng là một cái khó khăn đối với giáo viên nhân viên trong trường chúng tôi. Nhưng tuy nhiên vì tất cả vì các con em, vì sự yêu mến của phụ huynh và sự tin tưởng của phụ huynh đối với trường mầm non Hoàng Liệt thì chúng tôi cũng sẵn sàng để cố gắng khắc phục những khó khăn đấy để chăm sóc giáo dục trẻ. Khi trường lớp không xây kịp với nhu cầu của học sinh thì sức ép đã đè nặng lên vai ngành giáo dục. Thầy cô không còn chỉ đảm bảo việc dạy tốt, học tốt mà còn phải kiêm thêm chức năng phân bổ điều kiện học tập cho học sinh của mình. Hy vọng với sự đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu của nhân dân thì năm học tới, những phụ huynh này sẽ không còn cảnh bốc thăm, các em cũng không cần trông chờ vào may rủi để được đi học. Còn các thầy cô cũng sẽ chỉ tập trung làm tốt việc dạy và học mà không phải căng mình suy nghĩ để giải bài toán quá tải.